lại xem một chân của bạn nhé. Nào, đi xe trượt, đi xem KFC nào. Các bạn ơi, đi theo bạn giúp tay nhé. Đến chưa? À, đến KFC rồi. Giúp tay ơi. Một cái đuôi và một miếng gà cạnh cái đuôi. Mẹ đã lấy sẵn cho bạn dâu tây là gì? Cà chua và tương cà chua và nữa. À bên này nhá, mẹ bảo này, bây giờ mình ăn suất ăn này còn được thưởng cả phong bao lì xì này. Đây là phong bao lì xì con gà nhé. Vâng ạ. Và cả phiếu xuất thăm trúng thưởng đấy. Hy vọng là chúng mình sẽ trúng cái xe máy Vespa đây này các bạn ơi. Bạn dâu tây rất là thích phong bao lì xì nên bạn đã được phong bao lì xì rồi đấy. Mẹ ơi, đây là gì đây? Đây là gì nhỉ? Pepsi. Pepsi, đúng rồi. Còn đây là gì đây? Khoai chiên. À, đây là khoai chiên nha. Đó, xem chúng mình ăn thử xem nào có ngon hơn là latte không nhá. Và đặc biệt ở đây còn có cả thanh cá nữa này. Dâu tây ơi, có thanh cá này này. Ăn à, thì rất ngon đấy, con ăn thử xem nào. Con ăn thử đi. Thanh cá. Con thử thanh cá xem có ngon không? Con phải chấm vào. Ngon không? Chà con. Thanh cá rất là ngon các bạn ạ. À, rất là ngon là mẹ ăn thử nhá. Thế nào? À, ở trong phải có cá chứ đúng không? À, mẹ chấm thử nhá, chấm thử với tương ớt vì mẹ thích ăn tương ớt hơn. Ngon lắm. Dâu tây ơi ngon lắm. Dâu tây ăn đi. Các bạn ơi hãy mua thanh cá mà ăn, thanh cá ngon lắm. Mẹ chấm tương ớt luôn. Con có thích ăn thanh cá. Thanh cá ngon mà. Đúng rồi, ngon không? Bà dâu tây hôm nay điệu thế, còn đeo cả túi nữa. Yeah. Ở KFC người ta cho cả thìa và dĩa, nhưng mà theo chị thì KFC chúng mình nên ăn miếng thịt không thôi, cầm lên ăn còn ngon hơn chứ, đúng không? Dâu tây thì đúng không? À đúng rồi. Đây là miếng thịt của bạn dâu tây đây. Chị sẽ ăn miếng này, còn bạn dâu tây sẽ ăn miếng đùi kia. Đây, mẹ sẽ ăn miếng này nhá. Mẹ thích chấm với cả tương ớt hơn. Đừng có chơi ngon khi mà chấm ít tương cà chua của bạn dâu tây nhá. Chấm ít tương ớt của mẹ nhá. Có ngon không con? Như gà cá xê ngon hơn của Lotte ấy. Mẹ cảm giác như thế. No, 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 no.
cất vào túi của mình. Trời ơi, bà tôi nhiều tiền quá. Rồi, bà sẽ cất đi nha. Thôi mẹ ăn kem trắng thôi, mẹ không ăn kem nâu nữa. Phải đây đây. À, 10.000 nha. Chúng mình sẽ được trả lại 2.000. Bởi vì mình sẽ thừa 2.000 đúng không? Đợi cô sẽ trả lại 2.000 cho con, cho đưa tiền cho cô đi. Đã về chỗ ngồi của mình rồi. Đây, bà đưa tay nhận kem nào? Con nhận kem nào? Bên nào nhiều hơn nhỉ các bạn nhỉ? À, bên này nhiều hơn này. Bên này này. Nhanh. Ôi ôi, chảy nước vào tay mẹ rồi. Nào, chúng mình cùng vô nào. Một. Con đếm nào, con đếm đi. Con đếm đi con. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.